đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên chuyến chuyên cơ của hãng hàng không Bamboo Airways, nhà tài trợ vận chuyển các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chuyến bay cất cánh lúc 16:10 tại sân bay Nội Bài, Hà Nội và tới Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lúc 19:40 giờ địa phương, 22:40 giờ Việt Nam ngày 26 tháng 5. Đây là thuận lợi đáng kể cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi ngoài việc bay thẳng tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các thành viên đội tuyển Việt Nam hết sức thoải mái trong việc mang theo trang thiết bị tập luyện, thiết bị y tế, đồ ăn và đồ dùng cá nhân. Ước tính, đội tuyển Việt Nam mang theo hơn 1 tấn hành lý trong chuyến đi này. Đội tuyển Việt Nam đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sớm hơn 7 ngày so với lịch hoạt động chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á. Chính vì thế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã sắp xếp để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đóng quân tại khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Swiss Hotel Al Muru. Khách sạn này được thiết kế theo phong cách châu Âu, kết hợp resort, khách sạn và căn hộ ở trung tâm thành phố Dubai. Giá thấp nhất trong một phòng 2 người ở là khoảng 100 đô la Mỹ một đêm. Đội tuyển Việt Nam ở lại khách sạn này trong 8 đêm đầu tiên tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đến ngày 3 tháng 6, toàn đội di chuyển sang khách sạn Crown Plaza, cách khoảng 7 km, đóng quân đến khi về Việt Nam vào ngày 16 tháng 6. Trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc bong bóng do Liên đoàn bóng đá châu Á đặt ra trong quy định tổ chức giải đấu. Toàn bộ đội tuyển Việt Nam phải hoạt động khép kín, không tiếp xúc với người ngoài do ban tổ chức giải đấu lo ngại tình trạng có thể lây nhiễm COVID-19. Sau khi hoàn tất quá trình xét nghiệm COVID-19, kể từ khi đặt chân tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bước vào tập luyện vào lúc 20 giờ giờ địa phương, tức 23 giờ giờ Việt Nam, tối ngày 27 tháng 5. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện theo kế hoạch riêng mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã xây dựng từ trước trong 8 ngày đầu tiên tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cụ thể, các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ tập tại một địa điểm mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lựa chọn và được Liên đoàn bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chấp thuận. Điểm nhấn trong một tuần tập luyện tại đây là trận đấu giao hữu với đội tuyển Jordan vào ngày 31 tháng 5. Thủ môn Văn Lâm sẽ vắng mặt ở trận đấu này do chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam sau ngày 2 tháng 6. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đưa ra đánh giá về chất lượng nhân sự ở từng vị trí qua bài kiểm tra chuyên môn với Jordan, sau đó xây dựng các phương án chiến thuật và nhân sự đội tuyển Việt Nam cho từng trận đấu chính thức. Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào các ngày 7, 11 và 15 tháng 6. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, AFC đã điều chỉnh quy định về đăng ký danh sách cầu thủ. Cụ thể, các đội tuyển sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ từ danh sách đăng ký ban đầu với thời hạn cuối cùng là 90 phút trước mỗi trận đấu. Toàn bộ 29 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều có cơ hội ra sân tùy thuộc vào chiến thuật và cách sử dụng nhân sự của ban huấn luyện cho từng trận đấu. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành từ 4 đến 6 điểm trong 3 trận đấu để mở ra hy vọng giành vé vào vòng loại thứ 3.